Đây cá là chú quét rất là rồi. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình nha. Thì hôm nay mình có một cái chuyến đi đến thành phố Đà Lạt đó mọi người. Thì mọi người hãy cùng mình đi tham quan một số địa điểm nổi tiếng nha. Và cùng nhau chia sẻ những cái kinh nghiệm khi mà đi du lịch đến nơi này nha mọi người. Đẹp quá trời đẹp luôn. Chào khán giả đi bạn. Đây là thiệt, mình đi với thầy. Ở đây ở đường gì ta? Ở đây là phường 1. Rất sáng. Có nguyên cái vườn hoa gì quá trời đẹp nè mọi người. Mọi người biết cái hoa này là hoa gì không? Comment bên dưới cho mình biết nha. Nói giờ mình mới thấy luôn á. Ở đây công nhận là tự nhiên ở đây có cái vườn hoa đẹp quá à. Ở đây mà được cái nhiều cây đó mọi người ơi, rất là đẹp luôn. Sáng sớm thì ở đây thời tiết nó ngộ ngộ quá mọi người, vừa nắng mà nó vừa lạnh lạnh nữa, nó ấm ấm mà nó lạnh lạnh. Mình đi bộ trên đây nguyên hàng cây thông này. Trời ơi, cái mình giống như là hay lúa dưới quê mới lên vậy đó mọi người ơi. Thấy cái gì cũng đẹp, cái gì cũng lạ mắt hết trơn, người đừng có cười vậy. Mà hay lúa thiệt chứ bộ. Bây giờ có đi đâu đâu. Này khách quan mình thấy cái hồ này hơi dơ nhưng mọi người rác nhiều quá. Bởi vì mọi người đi chơi á, nhiều người không có ý thức á, mọi người xả rác xuống hơi bị nhiều. Cái mình thấy ở đây là tay nghề lấy xe phải cứng lắm á nha mọi người, đường mà toàn là dốc không à, thấy yếu yếu chắc tụt dốc á. Nước nó xanh xanh, ủa nó có cái màn gì xanh xanh. Lúc đằng kia hơi cái rác nữa nè. Ê bên đó có cái gì kìa, quảng trường phải không? Vậy hồi mình đi vòng qua luôn hả? À vậy hả? Thì sau khi đi bộ vài vòng cho nó ấm á, thì bây giờ nhóm của mình sẽ thưởng thức một cái món ăn đặc trưng của người Đà Lạt mọi người, đó là bánh ướt lòng gà. Thử xem cái hương vị của nó như thế nào đây, nha. Có gì ta, có chả. Chả với cái này là chả đúng không? Đúng rồi, chả. Chả. Còn bánh ướt như này có lòng gà, ủa có trứng gà với lòng gà. Là theo menu là 50k nha mọi người. Còn không có trứng non thì 40k. Thì cái món này bao gồm là bánh ướt mọi người, thịt gà được xé sợi ra vài miếng da gà nữa, rồi thêm trứng gà non và một ít rau quế. Mình nghĩ cái món này sẽ ngon hơn nếu mà có nhiều loại rau hơn á, với dưa leo rồi á mọi người, hoặc là giá. Thì cái nước dùng, nước mắm á, người ta chan sẵn vào đây, mình không cần phải chan gì thêm á, mình chỉ cần bỏ ớt vào là mình à. Thử anh. Cái hương vị này sao vậy? Phải ngon là nó làm sao mặn ngọt lạc. Nó có cái vị riêng của nó. Cái gì dám chứ. Em ăn đi. Theo cá nhân mình đánh giá thì cái món này nó ăn cũng được á mọi người, nó lạ miệng thôi chứ nó cũng không gọi là quá xuất sắc. Với lại theo mặt cái giá mặt bằng ở đây mình không biết sao chứ so với chỗ khác thì 50k cho một tô này thì mình thấy hơi cao á. Rồi món này thì nó nguội, hơi nóng thì ngon hơn. Ừ, nó có ớt nữa nha. Này trứng gà non mọi người, ăn nó bùi bùi béo béo đã lắm.
xin ngay đi. Dạ. Mình đang có mặt tại đường Tăng Bạch Hổ nè mọi người. Đây thì rất là nhiều quán bánh ướt luôn. Món đặc trưng ở đây là bánh ướt và bánh canh. Một cái chỗ mà các bạn trẻ hay là hay check in là tiệm bánh có xi gió nè. Mỗi số 19 Tăng Bạch Hổ. Như vừa mới sửa lại đó mọi người. Bây giờ thì mọi người hãy cùng mình vượt một đoạn đường đèo để đến với đường hầm đất sét nha mọi người. Đường hầm đất sét này thì cũng gần ở chỗ Thiền viện Trúc Lâm á. Kinh nghiệm á mọi người, thì mọi người có đi du lịch ở Đà Lạt hoặc bất cứ nơi đâu cũng vậy, mình nên nghiên cứu kỹ trước những cái địa điểm mà mình cần đi á, xem là nó có cùng nằm cùng trên một cái tuyến đường không á mọi người, thì mình di chuyển á nó sẽ được nhiều điểm hơn và đỡ mất thời gian hơn á mọi người. Chờ mình không có nghiên cứu kỹ trước á nên đi lòng vòng á, mất khá thời gian luôn á. Từ đất mà điêu khắc từ cái này cũng kỳ công ha. Không thấy. Ồ, cái này bằng đất hết á mọi người, mà người ta điêu khắc ra hình này hình kia á. Đất sét đỏ. Đây có cá nữa kìa.
không đáng sợ là không biết chờ đợi đến bao giờ. Mọi người xem nhớ bấm đăng ký kênh để ủng hộ kênh mình nha mọi người. Nhớ cho mình một like và chia sẻ mình cái giúp mình cái video này để kênh mình ngày càng phát triển nha. Chỗ đó đó mọi người thấy không? Hồ vô cực đó mọi người. Có hai khuôn mặt á. Cái điểm này theo mình thấy là đang hot trên mạng nè. Bây giờ mình sẽ qua nói nha mọi người. Đây cũng có bán đồ lưu niệm, về kem, bán cà phê nữa nè mọi người. Đây giữa hồ một cái thông nè mọi người. Một cái thông cô đơn. Đây có hai cái bức tượng nè mọi người, mình có thể là chụp hình đây nhưng mà mọi người nhớ xếp hàng nha, do đông lắm, có nhiều góc độ, nhiều cái view để mọi người có thể chụp hình lắm. Thì tùy vào năng khiếu của mọi người thì mọi người chọn cái góc chụp ảnh cho mình đẹp nhất nha. Như mình thấy ở đây thì đẹp lắm á. Các sản phẩm của dâu và trà nè mọi người. Đây là hoa hoa gì đây, hoa tiếp anh thích hoa hồng hả? Hoa hồng mật cái này là cơ thể nó đẹp cái này là cơ thể nó đẹp nghe 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 cái này dùng thử trà đi em, dùng thử trà đi. Đây này. 200 cân mà 200. Ủa cái gói thì sáu rồi, không được. Cái này giá thì không đổi. Nhưng mà thì không lấy mà. Không lấy thì cũng chịu thôi. Cái đó là cái gì ta đã đề ra như vậy rồi. Ủa ừ, ma công hả? Trà sữa mặt hồng xanh. Trà sữa mặt hồng xanh. Chờ lấy thêm bịch nhỏ chút nè. Tự nhiên tủ vang hả? Đây, đây có ngôi nhà đất đỏ rất là đẹp nè mọi người. Thật là khéo tay. Người ngồi trong đó rồi. Đây có công viên Covid-19 đây nè mọi người. Cái này chắc mới làm trong năm rồi quá. Con vi khuẩn bị đè bẹp á. Wow. Thông điệp 5K. Người đi chơi nhớ đeo khẩu trang nha. Người nhớ đeo khẩu trang nha, phòng chống dịch. Chỗ nào đông người thì nhớ đeo khẩu trang. Mình chỗ nào có một người một mình thì mình khỏi đeo cũng được.
Trời ơi, ai viết chữ gì quá trời luôn. Bây giờ tạm biệt đường hầm đất sét, mình sẽ cùng di chuyển đến địa điểm kế tiếp là thác Đa Tanh La nha. Mọi người nhớ theo dõi nha, sẽ có những điều thú vị trong những clip sau nha mọi người. Xin chào.